Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, là công dân Việt Nam không am hiểu nhiều về lĩnh vực giáo dục, tôi xin đặt câu hỏi và đề nghị Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục trả lời làm sáng tỏ nội dung của phạm trù triết lý giáo dục được thể hiện trong luật giáo dục và triết lý giáo dục khai phóng có tương đồng không, có phù hợp với định hướng của nhau hay phủ định nhau, có phải là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nền giáo dục Việt Nam không? để từ đó thống nhất nhận thức chung trong toàn xã hội, định hướng dư luận đúng đắn trong nhân dân, tránh những thắc mắc, băn khoăn và cả những bức xúc không đáng có đang gây chia rẽ lòng dân. Chống Di Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Triết lý giáo dục được thể hiện trong luật giáo dục có tương đồng với triết lý giáo dục khai phóng, có phù hợp với định hướng của nhau hay phủ định nhau, bài viết của Trịnh Lê Hoài Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 đã khẳng định trước các vị đại biểu Quốc hội và trước quốc dân đồng bào rất rõ ràng rằng trong luật giáo dục Việt Nam được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ bảy có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì triết lý giáo dục Việt Nam đã được thể hiện qua mục tiêu phát triển toàn diện con người Việt Nam. Điều 2 của luật qua tính chất của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, nhân dân, dân tộc, khoa học và hiện đại. Điều 3 của luật qua nội dung, phương pháp giáo dục và chính sách phát triển giáo dục được thể hiện xuyên suốt trong toàn luật. Cụ thể, Luật Giáo dục Việt Nam xác định Điều 2, mục tiêu giáo dục. Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp có phẩm chất, năng lực, quẩy thức công dân, có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế. Điều 3. Tính chất, nguyên lý giáo dục một Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. 2. Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Đối chiếu với luật giáo dục đang có hiệu lực thi hành, thì triết lý giáo dục toàn diện, khai phóng, đa văn hóa, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, của nền giáo dục Việt Nam hiện nay có tương đồng, có phù hợp với định hướng của nhau hay phủ định nhau. Là công dân Việt Nam không am hiểu nhiều về lĩnh vực giáo dục, tôi xin đặt câu hỏi và đề nghị Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục trả lời, làm sáng tỏ nội dung của phạm trù triết lý giáo dục được thể hiện trong luật giáo dục và triết lý giáo dục khai phóng có tương đồng không, có phù hợp với định hướng của nhau hay phủ định nhau có phải là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nền giáo dục việt nam không để từ đó thống nhất nhận thức chung trong toàn xã hội định hướng dư luận đúng đắn trong nhân dân tránh những thắc mắc băn khoăn và cả những bức xúc không đáng có đang gây chia rẽ lòng dân